Nếu bạn ở Chợ Lớn không thể không biết đến tiệm burger và sandwich siêu ngon này. Chưa biết cũng không sao, hãy lưu lại nhé. Quý vị này có lầy tờ, hãy hé giờ nhâm thanh tơ. Đây là chiếc xe sandwich và burger ngay góc đường Nguyễn Trãi và Ngô Quyền với cái tên rất độc đáo, Chí Núi. Chỗ đó lúc nào cũng đông nên mình hay ghé sang chi nhánh Trần Xuân Hòa gần đó. Hình như cũng là nhà của anh chị chủ luôn thì phải. Nơi này không có chủ ngồi, chủ yếu là bán mang đi. Mấy anh áo xanh áo đỏ đứng đợi đơn rất nhiều luôn nè. Menu rất đa dạng và theo mình giá thì cũng rất ok nha. Nhìn những tờ giấy đỏ dán đầy trong nhà thì cũng đủ biết anh chị chủ là người Hoa rồi. Khi các bạn đến Chợ Lớn thì sẽ thấy những ngôi nhà dán chữ đỏ như vậy rất nhiều. Chắc hẳn cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao lấy tên là Chí Núi và mình cũng không ngoại lệ. Khi mình hỏi anh chủ có nói là Huỳnh cũng không có biết nữa, nghe thấy lạ lạ thì để thôi chứ cũng không biết có ý nghĩa gì. Vì quán chỉ phục vụ mang đi nên mình mua sang quán trà sữa nhâm nhi từ từ nè. Chân chân, ngon thật hay lo. Bỏ thật nhiều bột phô mai vào và lắc đều nào, chắc các bạn cũng đoán được đây là món gì rồi. Chí xí xùy thiếu, ngon xuất sắc luôn nha. Tiếp theo là món trà cây. Hả? Cái này mình cảm thấy giống như miếng gà chiên của Đài Loan. Rất là ngon và không bị khô nha. Chấm miếng tương ớt vào nữa, chắc là hổ sạch tô hoành cho. Dạ dạ, tôi hơi sẽ cầm hổ này gà dè, mình chỉ kỹ gì xin hỏi gì cảm phải thành công lê. Cái này gọi là sao mầm chị. Mình thật sự xin lỗi nếu các bạn đã nhìn thấy video này vào ban đêm. Nhưng tâm chiên bên trong giòn rượm, trứng và sót béo gãy. Chắc là hổ sạch tô lém lém lầy, lèn nhành phán xăm mì á. Tiếp theo là hòn bổ bao. Thật sự theo mình thấy đây mới là chiếc burger đáng tiền nhất luôn đó các bạn. Bên trong nhân đầy ắp luôn, nguyên miếng gà chiên, xúc xích đất và phô mai nữa. Nghe anh chủ chia sẻ là ngày xưa anh thấy món này rất ngon nhưng ở Chợ Lớn thì ít ai biết đến nên mới có ý định mở bán đi lan tỏa món ngon đến cho mọi người. Và lúc đó còn là thời sinh viên nên ảnh vừa bán vừa trang trải cuộc sống. Và Melin thấy đây là thành công rất lớn của anh luôn. Chúc mừng anh. Cảm hổ sẽ có tỷ phong sau chọn á hả la, mày chồng kia tắc la. Bấy có chan, không mày có anh chuyên ngó la.